Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Sleeping Dog. Giờ mình tiếp tục đi theo Bob Star nhé. Hôm trước mình bắt cái thằng đầu nậu của nó rồi. Giờ tối rồi, giờ ra trời tối rồi. Cứ làm gì chỗ này? Sao mày thấy tao mày bỏ đi mày? Thằng kia. Hello. Sao thấy tao bỏ đi? Mày lắng lút làm gì ở đây? Tao hỏi không trả lời. Sao? Ồ, nhìn thằng này hiền phết. Mình đặt nó không nói gì hết. Không sao, không sao. Thằng đó không nói thêm thằng này nói gì không? Thằng này cũng hiền. Không sao các bạn ạ. Hai thằng đều đang nhìn mình hết. Giờ mình vào nhận nhiệm vụ. Có một cô gái tới đứng trước nhà của mình, khu nhà của mình. Yeah, I speak English. I kind of guessed. What can I do for you? I'm looking for this place, Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a kung fu school, but I'm totally lost. I have no sense of direction. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. Okay, yeah, that'd be really great. My name's Amanda, by the way, or Amy. Cô gái này đi tìm đường và mình lợi dụng thời cơ để chở đi tới cái chỗ cô ấy cần đến nhé. Hey, vui rồi. So what brings you to Hong Kong? Are you thinking of becoming Chinese? Nhìn như dân chơi á nhỉ. Cái gì? Vừa mới chạy xe ra tới luôn. Đùa. Giờ mình tới hộp đêm nha. I've only been traveling for a few weeks, so no real progress. So this is the Bam Bam Club. Back home is a restaurant that looked a little bit like this. Don't let the locals hear you say that. Well, I've only been traveling for. Hôm nay ghế sau của mình có người rồi các bạn à. Phải làm red xíu chứ. Thì chưa. What about you? You got it all figured out? I wouldn't say that. I got a few. Family issues I'm working on clearing up. Maybe once that's dealt with, I'll get on to figuring out life. Oh yeah? You got any plans? Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient. Wow. This is a pretty cool place for a kung fu school. Unfortunately, the school isn't in the temple. Well, not that temple, anyway. Didn't they use this temple as a backdrop for, what was it, Fists of Carnage? No, it was used in the Grandfathers of the Shaolin Fist. Mình đang chở cô ấy đi tham quan. Giờ mình tới học đường võ thuật. Ôm chặt cứng các bạn ạ. Thắt dây an toàn đàng hoàng nha. Đã tới rồi. Isn't this school supposed to be in a temple? Sắm. Cái mặt thằng học viên như bị đau ấy. Thôi. Anh em xin đôi luôn. Sign up for some kung fu classes. I read about your school in my guidebook. Your guidebook. Yeah. It said you teach a style with a long lineage, but in spite of all that, it's still considered very effective. You want to take classes, okay. And you, did you also read about this place in some book? Well, I... Wait. I know you. Yes, Sifu Kwan.
I used to be your student. I'm Wei. Oh, mình hồi xưa là học trò của ông này. The one who went to America. So you brought this girl back with you. Your skill level with girls, very good. Now time to assess your skill level in kung fu. Ông thầy nó kháy mình nữa. Thôi, giờ trước tiên là khóa mục tiêu à. Một thằng, hai thằng phía sau. Ok. Lên sư phụ. Một, hai. Chết mày. Này mình đang tập dược thôi. Gạch chân. Ôi trời, học võ kiểu gì. Thôi, đánh bại các học viên. Học võ làm gì? Anh là học trò ưu tú các chú à. Một thằng. Đấy. Ngồi đây. Mấy chú còn kém lắm, phải gọi anh bằng sư huynh. Thế nào? Ôi giời, nó đá ghê thế. Lên đây, lên đây. Tôi là học trò ưu tú của ông cơ mà. Mấy thằng này còn mặc áo, con gấu với con heo mà. Trẻ là đúng rồi. Đâu phải xăm chỗ đầy người như mình đâu. Try to teach them compassion and discretion, and pray for the best. Sifu, I don't think there's much more you can do. Oh, Jade Rat. The Song Dynasty, right? Very good. The Song Dynasty? That's like 1,000 years old or something. That's real? Part of a set of 12, one for each animal of the Chinese calendar. Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen by a former student, corrupted by the triads. I'm so sorry to hear that, Sifu. So was I. This collection meant a lot to me. Sometimes you just have to let things go. I should close up. It was good to see you again, Wei. And mới quen thôi, thầy ơi. Không phải hôn đây đâu. That was fun. What do you want to do now? Oh, I need to get home. But I will đổi thành em rồi. Ngon. Cái này thì tèo. Ngồi bên này có gì mình qua mình thử xem. Có gì dần vậy? Đây là nhiệm vụ. Có một xe tải cùng đồ. Oh, ok. Xíu nữa nhé. Ồ, chỗ này là chỗ đấu trường. Võ chợ đen. Thử nè. Xem cái trình đấm đá của mình xem có ổn không. Hello. Sao mặt mày máu không vậy? Ui, mới đấm có mấy cái. Chưa sướng tí nào. Mà nó tới có nó tới 6 vòng lận, mình mới tới vòng 2 thôi các bạn à. Dậy. Cái nữa. Dậy. Này đến tới lúc nào bay đầu luôn. Cái nữa. Tội nghiệp thằng nhóc. Bị đập đầu vào cây rồi. Ôi giời ơi. Thôi bay xuống luôn đi. Với cái trình của anh thì mày làm sao chịu nó. Bộ mày nhìn cái gì. Ồ, vẫn còn sống mà. Đi theo thằng kia luôn nhé. Bạn của mày ở dưới đó rồi.
Vòng 3 rồi các bạn. Không biết mình trụ nổi 6 vòng không? Cứ thử đi. Vì bây giờ mình chưa có kỹ năng gì hết. Đi theo anh. Nãy mình đây đánh lén rồi nè. Mấy thằng này cho nó ăn cột mấy, nó không có sợ. Vào tường, vào tường. Ồ, nó đánh mình được rồi các bạn ạ. Mình phản đồn không đúng lúc. Hay, mình qua được 3 vòng là chắc rồi nha. Ồ, có thằng mập, có thằng mập. Thằng mập này nguy hiểm lắm các bạn. Đập nó trước. Mày càng nhảy, mày càng chết. Vào đây, vào đây. Mày lại xuống dưới đó chơi với bạn của mày nhé. Xuống kia. Không biết bao nhiêu thằng rớt xuống đó rồi. Vòng này là vòng số mấy đây? Mày gặp tao là mày xui rồi. Đánh võ trưởng như Hoàng Phi Hồng. Bị ăn mấy đòn rồi các bạn. Mấy thằng này phải cho nó ăn đòn nó mới sợ. Không biết là vòng số mấy rồi. Rồi còn bạn thôi bạn ơi. Nói gì, nói gì, nói gì? Nói cái gì? Vỡ mặt. Ồ, hai thằng mập luôn. Xử hai thằng mập trước. Ôi giời, nó đập mình một phát rồi. Mất nửa cái máu luôn. Rồi, còn thằng nào nữa? Mày, giữ anh, giữ anh. Đập mấy thằng mặt trước mới thắng được. Rồi, không sao rồi, hai thằng mọc xong rồi. Bây giờ tới mấy thằng ốm này. Trong một nút nhạc thôi. Lại đây. Ăn. Sớm. Xuống dưới này chơi không? Vẫn được, chưa được à? Đây sao? Đánh lén nè. Súng gió chơi luôn. Oh, trời ơi. Quá dễ dàng. Đấu võ chợ đen mà thế này. Oh, được 15.000. Cái gì? Trần chấn. Mình có bộ đồ trần chân rồi các bạn ạ. Thôi, xong rồi, đi thôi. Tới hộp đêm Bam Bam nhé.
Đánh đường. Nó sẽ tệ quá. Úi trời. Xích chết luôn. Thằng nhóc. Winston đang giận lắm. Khứa kia phản bội nó, đi qua hộp đêm bên ban. Rồi, cái này là nhiệm vụ máu me đầu tiên, đi xử lý thằng khứa phản bội đó. Lại mình đi xe này nó bèo quá không các bạn. Không biết mình có nên đổi xe không nhỉ? Thôi, đi đỡ xe này đi các bạn ạ. À. Rồi. Ôi trời ơi, một cái quang cảnh rất là... Ăn miếng gì đã? Sáng giờ chưa ăn gì hết. À, tối giờ chứ. Có ai muốn ăn kem không nào? Cho em vào anh ơi. Em là khách. What do you think you're doing? I got a message from Dog Eyes. You want to tell him you sent me away? Dog Eyes? Oh, sorry, of course. Come on in, sir. Cho anh vào mau lên. Anh mà không vào anh quậy bay chỗ này luôn đấy. Ok. Em biết rồi anh Winston à. Rồi, mình đi vào khu VIP nha. VIP. Xin lỗi các bạn là do nhiều cái vấn đề khác nên mình đã tắt nhạc trong game rồi. Nên các bạn không nghe được tiếng nhạc. Hey buddy, VIP's only. What's going on in there? This is one of the best karaoke rooms in the city. Nobody gets in without a hostess or the boss's approval. I'm sure we can work something out. Work something out with the hostess. Rồi, được dàn xếp với tiếp viên à. Không có nhạc mà nó nhún nhảy như rồng. Hey, what's your name? I'm Tiffany. Nice to meet you. Lại thêm một người nữa. Amanda, lại Tiffany. Can you get me into the VIP room? Sure. Just come with me. Mình đã hóa phết. You have a bit of an accent. Are you from around here? Yeah, originally, but you know, I was in the States for a long time. Oh, that's so cool. I always wanted to go. So, what's Benny like? Benny? You mean the manager? Yeah. Benny's nice enough. Anh là người Hồng Kông, bên Hồng chợ lớn em ạ. That's good. So, who does he rely on for protection? Let's go see. Chào. Come on. Sing me a song. Ôi, đoạn này hát một bài không có nhạc, tiêu rồi. Thôi, chịu khó nha các bạn. Xong rồi các bạn ạ. À. Wow, you're actually really good. Listen, you know, I like it down here, but back home, I'm used to a little more. You'd be the person I talk to about that, right? Can I get a VIP room? Yes, of course. It's much nicer up there. Go ahead to the lounge upstairs. I'll get the room set up. Trong miệng nó bị gì vậy? Như game lỗi, miệng của nó mỗi lần nói chuyện nhìn kỳ phết. Bye. Bye. Anh đi trước nhé. Đây, trên này. Oh, có cái tượng này. Có cái tượng này các bạn ơi. Mình chạy lại xem. Oh, mình lấy được cái tượng rồi. Chứ mày là thằng nào? Biết tao là ai không? Hey, Benny. Thằng lâu tuế. Hey, hey, what can I do for you? I have a message from an old friend.
Winston Chen. Mày là Benny à? Winston? Well, that, this isn't such a good idea. I think you should leave. He wants you to know that Dog Eyes isn't your problem anymore. If he gives you any trouble, you let Winston know and I'll take care of it, personally. You heard that, man. Get the fuck out of here. Rồi, rồi, thôi xong bọn mày rồi. Xong bọn mày rồi. Một thằng. Ôi, thằng này mới nãy láo nè. Láo. Láo. Đứng dậy, chưa xong. Láo. Lại đây. Một thằng. Mày sao? Mày sao? Vào đây. Thế mới nhớ. Đứng dậy. Vẫn chưa xong. Đứng dậy. Danny, get the fuck out of here. Danny, I know you're in there. À, ra là thằng bảo vệ. Mày làm gì anh? Hai thằng bảo vệ của mày phá anh. Chết của mày đi. Ôi trời ơi. Vào đây. Đánh anh cái xem nào. Đi theo anh. Đứng dậy. Đứng dậy. Vẫn chưa xong. Thế mới chừa. Ồ, có cá này. Trời ơi. Ăn cá đi. Ăn cá đi. Đùa. Quá là đùa. Mình cầm con cá mình tát vào mặt nó các bạn ạ. Chào mọi người. Ăn. Ôi giời, rớt con cá của mình rồi. Thằng khứa này. Mày dám làm rớt con cá của tao. Đứng dậy. Ôi giời. Mới có thế mà đã chết luôn. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Ra hết đây. Thằng này đứng dậy. Đi theo anh. Đi theo anh. Vào luôn. Gãy tay. Chấp thêm chục thằng như bọn mày nữa. Xong xuôi. Trong nhà vệ sinh à. Benny ơi, ra đây bố cho kẹo nào. Ồ, vẫn còn. Hai thằng. Ồ, thằng này ghê quá. Thằng này là thằng mập. Mày đi theo anh. Nãy giờ mày đánh anh hơi bị nhiều. Giời ơi. Thế nào là võ Trung Quốc? Relax, Benny. I'm not gonna kill you. Okay. Just listen. Okay. What do you want? Just what I said. Winston wants to be your friend.
And what about Dark Eyes? Not your problem. I hope you're right. For my sake. Can I go now? Of course you can, Benny. Ok, nhiệm vụ đã xong. Dạy dỗ nó một bài học rồi. Khóa mục tiêu. Xong, nhiệm vụ xong rồi. Mình sẽ hẹn các bạn trong video sau. Vì video này nó cũng dài lắm rồi. Ồ, vẫn chưa xong, vẫn còn một đoạn cắt cảnh nữa bạn. Conroy still watching. He's got a real hard on. Is your cover compromised? Well, you haven't fished me out of the harbor yet. All right. How are you doing? How am I doing? Fuck, Raymond, where do I start? There's a civil war brewing in the Sun on Yi. Winston and Dog Eyes escalated practically every day. Don't you read my fucking reports? I mean, you personally. How are you doing? Look, Raymond, I gotta get back. Your state of mind is important, Wayne. It's important to me, it's important to how you do your job. Fuck you! I do my job just fine! Well, that's for me to decide! You mean Pendrew? Pendrew assigned me as a controller. And listen, Wayne, Pendrew may not be concerned about you, but I am. I know you have a personal stake here, but this cannot be a vendetta. We're cops. There are rules. You're a cop. I'm an undercover cop. The rules are different. And you're fucking concerned about me? You are an officer of the law, Wayne. Same as me. We are not the same. You understand? We done? Yeah, we're done. Khứ này nói chuyện là mình đấy. Nói chuyện nóng giận quái. Nó có mối thù gì ghê lắm. Thôi, tập sau mình sẽ bắt đầu từ đoạn này nhé. Chào các bạn.